cách đăng video lên fanpage sau khi đã chỉnh sửa video bằng phần mềm Camtasia. Các bạn hãy theo dõi mình làm. Ở dưới đây có cái cần máy ảnh, thêm ảnh hoặc video vào bài viết của bạn thì bạn sẽ bấm vô đây để đăng video lên. Sau đó chờ Facebook tải lên, bạn có thể đặt tiêu đề của video và mô tả về video. Tiêu đề là duyên phận. Gắn nhiều từ khóa để cho người ta dễ kiếm. Ở đây mình nhập chữ bolero, đây là bài hát theo điệu bolero, và nhập thêm từ để cho tối ưu tìm kiếm. Chọn từ ghi âm và mô phỏng, bạn có thể nói mô tả về video này, đặt tên gì cũng được. Và sau đó đăng video lên. Chờ Facebook tải xong rất là nhanh thôi, chờ một chút là sẽ xong. Sau khi chờ Facebook kết nối đăng lên fanpage, thường thì một video hơn 5 phút thì Facebook sẽ tải chưa tới 1 phút. Đây là cách đăng video để giới thiệu fanpage của mình. Muốn đăng video này thì bạn cũng có thể dùng phần mềm Camtasia để đăng lên. Đây là Facebook đã tải xong, mình bấm vô chỗ thông báo là video đã hiện đã sẵn sàng. Sau đó bạn trở về ngay chỗ trang, sẽ xem kết quả mình làm được. Đây cũng là cách đăng video cơ bản lên fanpage. Kiểm tra lại kết quả vừa đăng. Phần lá con nghe đây, đó đây là cách video đăng video đơn giản lên fanpage để tối ưu tìm kiếm. Xin cảm ơn các bạn
đã theo dõi.